Rồi, xin chào cả nhà, mình tiếp tục đến với kênh Đồ Cổ Cần Thơ nha. Thì hôm nay là em có về được hai cái chậu rồng phun nước của nhà hội đồng xưa để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình ha. Một cái lớn và một cái nhỏ nha. Tất cả trong đây đều có chạm rồng ha, rất là đẹp nha. Cái lớn cũng vậy luôn ha. Và điều đặc biệt ở cái chậu này á, thì mình khi mình chà thì nó sẽ phát tiếng kêu và nó sẽ phun nước lên nha. Bây giờ cả nhà mình cùng xem em làm thử ha. Ở đây mình phải để lên trên, thứ nhất là để lên trên cái miếng cho nó bằng nha. Rồi hai cái tay mình thấm nước ha. Mình chà nhẹ lên trên chỗ hai thành này thì tự động nước sẽ bắn lên nha. Đó, nước sẽ bắn lên rất là cao nha. Bây giờ em làm lại cả nhà xem ha. Mình tay mình thấm nước nha. Mình chà lên hai thành nè, tự động nó sẽ phát ra tiếng kêu. Đây là cái thao lớn trước nha. Rồi cái thao lớn nghe, rồi sau đây là em sẽ thử cái thao nhỏ luôn cho cả nhà mình xem nha. Đây là một cái chậu ngày xưa mà ta hay để vô phòng rửa tay ha, rửa tay hoặc là rửa mặt nha. Rồi bây giờ em chà thử cái thao nhỏ cả nhà mình cùng xem luôn ha. Cái chậu đây là cái chậu nhỏ hơn nha, mình cũng thấm nước lên rồi mình chà ha. Nước cũng sẽ bắn lên nha, đó bắn lên rất là cao nha. Đó, em làm lại cho cả nhà cùng xem ha. Thấm tay trước nha, mình mới chà lên trên cái thành này ha. Mình phải để lên trên cái miếng giấy hoặc là miếng thảm cho nó bằng. Rồi mình chỉ cần chà tay thôi, nước sẽ bắn lên ha. Rồi, cái nhỏ thì nó có đường kính là cỡ khoảng là 28 cm và chiều cao là cỡ khoảng 7 cm nha. Và cái nhỏ giao lưu với cả nhà 1,5 cm ha. Còn cái lớn là đường kính nó cỡ, cái lớn là đường kính là 38 cm, rồi chiều sâu là 10 ha, và cân nặng có khoảng 1,7 kg. Cái lớn này có giá giao lưu cả nhà 1,8 triệu nha. Đây là hai cái sản phẩm đặc biệt trong video ngày hôm nay. Rồi sau đây sẽ là những sản phẩm tiếp theo để giới thiệu cùng cả nhà mình ha.